Chào các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo page trên Facebook. Đầu tiên các bạn mở Facebook lên. Và ở cột bên trái các bạn nhấn xem thêm. Và tìm nhấn vào mục trang hoặc là page. Các bạn nhấn vào tạo trang mới. Sau đó các bạn nhập tên cũng như là hạng mục của trang các bạn. Có thể là công nghệ, thời trang, ẩm thực, vân vân. Sau đó thì các bạn nhấn tạo trang để Facebook tạo trang cho các bạn. Các bạn đợi một lúc. Sau khi tạo trang xong thì các bạn nhấn vào lưu. Bây giờ các bạn có thể chỉnh sửa ảnh đại diện, ảnh bìa, cũng như là thêm các chức năng cho trang của mình. Video của mình kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.